Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Đang ngồi làm công chuyện, tự nhiên cảm thấy nhớ quê hương khủng khiếp. Cho nên mình mở cái like lên để chia sẻ cùng anh chị các bạn. Chưa bao giờ mình cảm thấy cái sự nỗi nhớ về quê hương trong cái hoàn cảnh trong lúc này anh chị các bạn. Lúc trước mỗi lần mà mình cảm thấy nhớ quê hương, cái mình bút vé đi về Việt Nam thôi. Trong cái mùa dịch Covid này, đi về Việt Nam là một cái sự khó khăn khủng khiếp. Lên mạng đi tìm những cái chuyến bay về Việt Nam cực kỳ khó. Và có đăng ký với lại bên Tổng lãnh sự quán Việt Nam, hy vọng là sẽ có chuyến bay đi về. Tự nhiên mình cảm thấy nao núng, hồi hộp, muốn về với quê hương. Nói thiệt á, không biết anh chị các bạn xa quê hương nghĩ thế nào. Khi mà các bạn sống xa quê hương rồi, anh chị các bạn mới cảm thấy cái nỗi niềm mình nhớ về quê hương nó dạt dào. Nhất là trong cái thời kỳ mà hoạn nạn, cái lúc mà bệnh dịch của nào virus, cái thiên đường tư bản nó đã lộ ra bản chất sự thật mà những kẻ đang cuồng nó, đang ngồi đó mơ ước về nó, đang tưởng tượng về nó. Nhiều khi tôi lên mạng tôi thấy cũng còn ngày hôm nay trong nước, ở những cái diễn đàn khác, mặc dù tôi không có tham gia trên Facebook này nhiều, những cái diễn đàn khác tôi tham gia tranh luận với những người Việt trong và ngoài nước, tôi thấy rằng cũng có những con người họ đang vẫn mơ hồ, nhiều khi ngồi nghe rất là buồn. Một cái gia đình của anh này, tôi không nói tên ra, để hôm nào tôi sẽ tìm cách tôi thâu lại đưa trên cho các bạn nghe. Anh ta ở những cái vùng gọi là miền Nam Bộ, đồng bằng Nam Bộ, mà anh lại nói là chán cái nước Việt Nam này, qua muốn qua Mỹ hay là qua Canada sống để không còn cảm thấy chán nữa. Mà không, trong khi đó hai vợ chồng, con cái của họ sống ở vùng đồng bằng Nam Bộ, đang thừa hưởng một cuộc sống rất là tốt. Họ có công ăn việc làm. Tôi nghe cái anh này lúc nào cũng lên mạng, anh lấy cái nick gọi là, người ta đặt ảnh gọi là hai nhái. Các bạn biết, anh lên mấy cái tù chống cộng phải lắm, phải rảnh, anh nói chuyện lắm. Anh ở Cà Mau, anh này ở Cà Mau. Các bạn biết anh lên nói rằng anh muốn rời khỏi cái Việt Nam này đi phất cho rồi. Mà hai vợ chồng thì sống ở trong nước, các bạn biết, có con cái, có cơ sở làm ăn ổn định lắm, đi du lịch khắp mọi miền Việt Nam hết trơn à. Rồi nhìn thấy những cái nan đề trong xã hội Việt Nam mà lên mạng tiếp tay với tụi chống cộng, tụi để đặng mà dạch đưa ra những cái khó khăn của đất nước, mà lại ước ao là muốn rời, tìm cách rời khỏi Việt Nam đi. Tôi cũng mong cho những cái hạng người này nó rời khỏi Việt Nam, bớt đi những cái gánh nặng. Cho nên hôm nay đang ngồi làm công chuyện, tự nhiên trong lòng nao núng nhớ về quê hương. Tự nhiên mình cảm thấy nhớ nhà cũng khiếp. Anh chị các bạn biết, hiện nay thì vấn đề bệnh dịch coronavirus nó đã làm cho cái người Việt ở ngoài đó, họ rất là nhiều người, hàng ngàn người, tôi nói có thể hàng trăm ngàn người. Nếu mà Việt Nam mà mở cửa, họ sẽ âm vào lũ lượt kéo về Việt Nam. Nói như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những cái cột đèn năm xưa họ bỏ nước ra đi chỉ vì hoàn cảnh khi đất nước khó khăn. Cho nên họ bỏ nước ra đi để đi tìm một cái cuộc sống mới. Anh chị các bạn thấy, ngày hôm nay đất nước phát triển và đổi mới, trong tình hình bệnh dịch coronavirus, họ đã nhìn thấy được đâu là quê hương, tổ quốc, giá trị của đất nước Việt Nam mà họ đã từng sanh ra và lớn lên. Tôi nói chuyện các bạn một điều, ở trên không gian mạng này tôi không phải tham gia trên Facebook không, mà tôi tham gia rất nhiều cái diễn đàn của những người Việt ở những nơi khác. Và tôi luôn làm sao mà đấu tranh để cho họ nhìn thấy được quê hương vẫn là nơi
đất nước mà con người Việt Nam đang luôn luôn chào đón họ trở về. Tôi nói chị các bạn, nhiều khi họ bên ngoài họ có những cái bất mãn, nhưng mà trong lòng của họ luôn luôn muốn trở về với đất mẹ. Họ khao khát. Việt Nam mà mở cửa chỉ cần sân bay quốc tế, tôi nói chị các bạn, họ sẽ kéo nhau về rất là lũ lượt. Cái tình hình bất ổn chính trị, xã hội, đất nước, con người ở bên đất Mỹ, cái xứ tư bản ngày hôm nay nó đã lột trần được cái bộ mặt thật của xã hội mà cái gọi là tam quyền phân lập. Anh chị em mà các bạn đã thấy rõ những cái thành phần dân chủ cụi, những cái thành phần chống chống cộng cực đoan ô hợp bao nhiêu năm nay nó tìm đủ mọi cách để đặng mà nó chống phá, bây giờ nó đã rõ ra rất là thật. Tôi nói chị các bạn ở trong nước các bạn rất là may mắn, các bạn đang thừa hưởng một thành quả cách mạng, một chính phủ luôn luôn lo cho người dân, một chính phủ luôn luôn coi trọng cái mạng sống của người dân rất là tốt, chứ không phải như cái nước Mỹ thiên đường tư bản đâu. Tôi nói chị các bạn, cho nên đừng có ngồi đó mà cứ sống ngoài, ngồi đó cứ tưởng tượng tôi qua Mỹ là tôi sẽ đổi đời đấy rồi. Không giỡn đâu. Bởi vì nhiều khi tôi thấy trên mạng còn những thành phần mà nó cực đoan mà nó ô hợp đó. Tôi chỉ thấy là đáng tiếc cho bọn họ thôi. Tự nhiên đang ngồi làm công chuyện cảm thấy nhớ nhà khủng khiếp luôn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà như bây giờ. Ngày nào tôi cũng lên mạng đi tìm chuyến bay để bay về chị ạ. Ngày nào mà tôi vào trong những các diễn đàn mà của những người, ngay cả những người mà chống phá xuyên tạc đất nước vậy, họ cũng hỏi tôi có chuyến bay nào về Việt Nam không. Tôi nói thì phải chờ thôi. Hên xui à. Trong lúc này thì hên xui thôi. Các bạn biết họ chỉ muốn về Việt Nam thôi. Những cái sự bất ổn chính trị, đất nước, xã hội, con người ở đất Mỹ ngày hôm nay, họ bây giờ họ đã sáng mắt ra rồi. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Cho nên tôi nói anh chị các bạn, năm nào tôi cũng về Việt Nam hè và cuối năm. Năm nay tự nhiên không đi về được, cảm thấy buồn khủng khiếp. Nhớ nhà dã man, mình muốn về với quê hương của mình. Cái vấn đề mà corona virus hiện nay, ngày hôm qua có chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam do Việt Nam tổ chức. Tại vì những người đó họ đăng ký trước lâu rồi đó. Họ chở cũng hơn 300 người về anh chị các bạn. Chứ không phải là ít. Bây giờ có bất cứ chuyến bay nào mà Việt Nam tổ chức là bà con ở hải ngoại, ở bên đất Mỹ nè, họ tranh giành nhau để đằng họ tìm cách họ về Việt Nam á, khủng khiếp lắm. Cho nên các bạn đang có cái cuộc sống ổn định ở quê nhà, cố gắng phấn đấu và làm ăn. Chứ ngồi đó mà cứ là tôi phải qua Mỹ, nhìn thấy những cái bất cập trong đất nước kia, tôi phải qua Mỹ, tôi đổi đời. Xưa rồi, không dễ đâu, tôi nói thiệt á, không dễ đâu, bây giờ hết rồi. Nhiều người mấy hôm hổm nghe tôi đi về Việt Nam, tôi lên máy bay rồi đi không, nhiều người hỏi không, làm sao mà Lê Minh đi được hay vậy? Đi ra tới phi trường bị đi quỷ, thành ra phải quay trở lại. Có đăng ký hết rồi, mong rằng từ đây cho tới tháng 10, hy vọng là sẽ có chuyến bay. Có chuyến bay là mình về ngay lập tức anh chị các bạn. Về ngay lập tức. Phải không Hà Ly Mi? Mình mà về tới Việt Nam là mình ôm Hà Ly Mi, ôm hung. Phải không Hà Ly Mi? Xin chào, thôi ba la la tới đây nha. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Tự nhiên nhớ nhà quá, mình fly, mình like. Hẹn anh chị các bạn chương trình sau nha.